À, kính chào quý cô chú, quý anh chị cùng tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu một cái trường hợp hơi lạ nha các bạn. Đó là bò rụng sừng cho chủ nha các bạn. Và hiện nay đã được 2 năm rồi và con bò này hiện tại là một cái sừng mới rồi các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ nghe chú chủ bò kể lại cái sự việc là cách đây 2 năm mà bò rụng sừng cho chú nghe các bạn. Hiện nay là có một cặp sừng chú còn lưu giữ lên nha các bạn. Rồi chú nói đi. Nó rụng đây là mình ra mình cho ăn là nó rụng luôn á, nó chạy tỉ nó bẻ cho mình luôn á. Dạ. Nó lấy cái sừng nó móc vô cái đồ ăn này nè là nó rụng ra luôn cho mình cặp luôn. Rồi cái thời gian nó bao lâu rồi chú em? Chắc cỡ khoảng hơn 1 năm rồi cái này. Có phải 2 năm đổ lại hay sao chứ? Dạ 2 năm đổ lại. Dạ. Dạ và hiện tại là cái sừng nó là một sừng mới hả? Ừ, đó là sừng mới đó. Dạ dạ. Rồi nó rụng xong rồi nó có bệnh có không hay có gì hết. Dạ. 1 năm nó đẻ 2 năm đẻ 3 con. Dạ. 2 năm đẻ 3 con bò con á. Dạ. Đó con nó kìa thấy không? Dạ dạ. Đó ly chia luôn đó. Con của nó không á. À nè, bây giờ con này nó rưỡng nữa rồi, bây giờ nó được con nhỏ, con của nó là mấy tháng rồi, giờ nó có chữa 5 6 tháng rồi đó. Dạ dạ. Con bò này, con bò cũng sừng cho mình nó là nó bao nhiêu tuổi hết chứ, khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng 14 15 năm rồi. 14 15 năm hả? Ừ. Vậy là con bò này cũng già lắm hả? Dạ. Và từ cái ngày mà nó cho cái sừng cặp sừng đó tới giờ hiện nay nó còn cho sừng nữa không? Nó bây giờ sừng nó cục quá, nó không dạ. Còn cho nữa. Chắc đúng chưa nữa là nó dạ. Cho nữa chứ không rồi có... rồi buổi sáng đó là sao rồi? Chú phát hiện nó cho sừng chút. Buổi sáng thì sáng mình ôm cỏ cho nó ăn vậy, nó tự nhiên nó đút cái đầu nó vô đây nè, nó móc cái sừng nó vô đây nè, nó rụng ra luôn. Dạ. Nó tự nó móc ra nè, nó lấy dạ. Sừng nó đụng vô này là rớt ra. À, lấy cái sừng móc vô cái cái miếng cao su nó cứng đó đó phải không chú? Dạ. Móc một lượt hai lần luôn hay sao? Móc lượt là lần cặp luôn đó. Không có dạ. Bò ta thì có rụng từ từ, còn cái này nó cho một cặp luôn. Dạ. Mà thông thường cho con hỏi, thông thường mấy con bò khác có tình trạng này hay là không có đâu. Dễ gì? Hiếm lắm hả? Ít. Dạ. Có lắm. Ít dạ. Có lắm. Dạ. Ít có lắm hả chú? Dạ. Thông thường bò cho sừng là ít có hả? Ít lắm. Vậy đó hả? Chú có từng thấy chỗ nào không? Không. Không hả? Nhằm khi nó rụng là nó rụng ở đâu bỏ luôn chứ nó không cho chủ đâu, còn bò này nó cho. Dạ. Cái này là nó cho mình biết luôn rồi, rụng à, cho mình ha. Mình là dạ. Cho nó ăn là nó bẻ cho dạ. Mình luôn mà. Dạ. Và lúc đó chú cảm nhận sao khi mà nhận được cái sừng đó? Mình nhận cái sừng này mình cũng mừng nó ngay, nó dạng nó làm như nó thương mình á, nó đẻ con sai hoặc là nó không có từng bị gì hết. Dạ dạ. Nhưng mà cái trường hợp này mà mình nói thì người ta có tin không hết chú ha? Cũng chưa biết nữa, có người tin ta, người ta không tin, bây giờ nhưng, có sự thật nè. Nhưng mà thực sự có sừng có làm bằng chứng hay là đúng không? Cái nè. Dạ. Cũng cặp luôn nè. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Và cái sừng nó cũng sừng nó cứng. Cục à, mà nó bẻ cho mình. Dạ. Và từ cái ngày cho nó là hiện tại là cái sừng nó còn bao nhiêu còn đó hả chứ? Còn bao nhiêu đó. Dạ. Mà con nó sừng dài nè, nó bây giờ còn bao nhiêu đó. Dạ. Đâu con này con của nó hả? Con này cũng con của nó luôn nè. Dạ. Con này là khoảng 500 kg á. Vậy đó hả? Bò cái này nè. Ồ. Bụi lắm. Vậy là ba con bò ở liên tục đây là con của nó hết. Con nó hết. Dạ. Đây là con mẹ. Ừ. Vậy là con mẹ là khoảng 15 tuổi hả? Cả 15 tuổi. Cả 15 tuổi dạ. Mà lúc đó chú quan sát thấy khi mà nó rụng cái sừng á, nó cho sừng xong á thì hai cái sừng nó có chảy máu chảy không, gì không? Không. Hai sừng bình thường hả? Bình thường. Dạ. Nó ra sừng cục của nó chổng rồi sẵn luôn. Dạ dạ dạ. Nó bẻ cho mình là sừng nó chổng trắng phao luôn. Dạ. Các bạn ơi, cái hiện tượng mà bò cho sừng cũng là một cái hiện tượng lạ nha các bạn. Chúng ta thấy rằng các bằng chứng là hai cái sừng là hiện tại chú đang cầm nha, đang giữ nha các bạn. Và các bạn thấy cái clip này hay thì đăng ký kênh ủng hộ thầy Thành nha các bạn. Và nhớ bật chuông theo dõi những clip hay đồng quê tiếp theo nha các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nha các bạn.